Cảm ơn Chúa chúng ta được gặp nhau thưa quý vị. Và buổi tối hôm nay chúng ta bước vào thì giờ học lời Chúa. Câu chuyện mà Thánh Phaolô đã đề cập tới là câu chuyện của Rebecca. Nào những thế thôi, về phần của Rebecca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai sanh đôi cũng vậy. Vì khi mà hai con chưa sanh ra, chưa có làm điều chi là nó giữ hầu cho vững ý chỉ của Đức Chúa Trời là đã định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài. Chẳng cứ việc làm nhưng cứ đấng kêu gọi thì có lời phán cho mẹ của hai đứa con rằng đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ. Như có chép rằng ta yêu Jacob và ghét Esau. Và tôi đọc thêm để chúng ta có thể hiểu cái câu chuyện này ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 25. Sáng Thế Ký đoạn 25 từ câu thứ 19. Đây là dòng dõi của Isaac con trai Abraham. Abraham sanh Isaac. Và khi Isaac được 40 tuổi thì cưới Rebecca, con gái của Bethuel và em gái của Laban, đều là dân Aram, ở tại xứ Phadan Aram. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai. Nhưng vì là thai đôi, làm ở đụng nhau ở trong bụng, thì nàng nói rằng nếu quả thật vậy, cớ sao điều này sẽ đến làm chi? Đoạn ngài đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng hai nước hiện đương ở trong bụng người và vả hai thứ dân sẽ do lòng người mà ra, dân này mạnh hơn dân kia và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Đến ngày nàng sanh nở, nàng này là hai đứa con sanh đôi ở trong bụng nàng ra. Đứa ra trước thì đỏ hồng, lông cùng mình như là một cái áo tơi lông và đặt tên là Esau. Kế em của nó lại ra sau và tay nắm lấy gót của Esau nên đặt tên là Jacob. Khi sanh hai đứa này thì Isaac đã được 60 tuổi. Đó là câu chuyện mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới. Thưa quý vị, Phaolô nói về vấn đề Rebecca có người chồng là Isaac và Isaac là con của Abraham, tức là Abraham sinh ra Isaac và chúng ta nhớ đứa con của lời hứa tức là Isaac và Ismael là đứa con của nàng Aga tức là nàng hầu. Thì Isaac lập gia đình, cưới người vợ tên là Rebecca và không có con, cũng không có con. Và Isaac đã cầu nguyện với Chúa và Chúa đã thương xót cảm động cái hoàn cảnh của gia đình của Isaac cho nên Chúa đã ban cho họ có con. Và khi có thai đó thì lại là song sinh. Cho nên khi mà chưa sinh ra thì Rebecca đã biết rằng nó là song sinh rồi. Tại vì hai cái thai nhi ở trong bụng nó giống như nó cứ gọi là cọ quậy hoài, đụng độ với nhau hoài. Vì lý do đó cho nên là Rebecca mới cầu hỏi Chúa tại sao như vậy? Tại sao lại có thay đổi? Và Rebecca đã cầu hỏi Chúa và Chúa trả lời rằng là hai nước ở trong bụng người đó đương đụng độ với nhau đó chứ không có gì hết. Và khi sinh ra đó thì đứa lớn nó phải phục tùng đứa nhỏ. Đó là lời của Chúa nói trước về hai đứa con. Và quý vị biết hai đứa con đó tên là Esau và Jacob. Nếu chúng ta đọc tiếp câu chuyện của Esau và Jacob đó thì tại vì Esau là có lông này, vừa sinh ra, Esau là sinh ra trước và sau đó là Jacob. Đối với người Việt Nam mình thì đứa đứa sau đó mới là anh đúng không? Nhưng mà với người Do Thái thì cái đứa sinh ra trước là anh, đứa sinh ra sau là em. Và đứa Đúng sinh ra rồi. trước, đứa sinh ra trước đó là Esau. Esau thì sinh ra đỏ hồng mà nhưng mà nó có lông, lông đầy mình hết. Còn ông Jacob thì không có lông. Nhưng mà khi mà sinh ra đó thì ông Jacob đứa sau đó nó nắm cái gót của đứa đứa trước, tức là đứa trước ra trước rồi thì đứa sau nó ra nhưng mà nó nắm lấy tay nó nắm cái gót của Esau và cuối cùng thì đặt tên là Jacob và Jacob thì có nghĩa là nắm gót. Nắm gót đó, đó chính là cái tên Jacob thưa quý vị. Rồi sau đó thì Chúa không có ông Jacob gặp Chúa thì Chúa đổi tên ổng là Israel. Đấy.
Cho nên dân tộc Israel đó là từ nơi cái tên của ông Gia-cốp đó. Tức là ông Gia-cốp là Chúa đổi, bây giờ ngươi không gọi là Gia-cốp, không gọi là người nắm gót nữa, nhưng mà bây giờ ngươi là Israel. Và từ đó thì có dân dân tộc Do Thái được gọi là dân Israel. Và trong cái câu chuyện đó mình thấy đó là ông Esau với ông Gia-cốp á, thì khi mà ông Esau ổng ra thì ổng cũng là cái người săn bắn. Ổng ra đời trong lúc mà Isaac cũng 60 tuổi rồi. Thì quý vị biết rằng là Esau thì làm một nghề săn bắn, còn ông Gia-cốp thì thường là ở nhà chứ ít có đi ra săn bắn. Và một ngày kia thì ông Esau ổng đi ra ổng săn bắn thì ổng về nhà ổng đói bụng quá. Thì khi mà ổng đói bụng quá thì ổng mới thấy đứa em á là ông Gia-cốp. Gia-cốp thì ở nhà thì cũng giúp mẹ, giúp Rebecca và cũng thường nấu nướng nữa, cho nên khi mà nấu ông Gia-cốp á ông ở nhà ông mới nấu một cái chè đậu đỏ quý vị, gọi là canh đậu phạn hay chè đậu đỏ là như thế. Và khi mà nấu như thế thì ông Esau ông về ông đói bụng quá. Ông đều vừa qua ông đã thôi cho anh ăn đi, cho anh ăn biến anh không có gì ăn hết. Nấu cái gì ngon vậy? Thì ông Jacob á, ông mới nhân cái cơ hội này đó, ông nói thôi thì anh bán cái quyền nhường quyền đứng đắn cho tôi đi thì tôi cho ăn, còn không thì thôi không có cho ăn. Thì cái ông Esau này ông đố quá, ông ham ăn quá mà ông không nghĩ gì hết. Ông nói thôi thì ta cũng già rồi, quyền trấn nam thì thôi cũng chả cần rồi, cho ta ăn đi. Và tưởng là cái lời nói chơi chơi giỡn giỡn như vậy thì rồi nó không sao, nhưng mà thật ra là ông Gia-cốp ổng là một con người rất là mưu mô quý vị. Nếu mà đọc cuộc đời của ông Gia-cốp thì ổng là người nắm gót mà, cho nên đó là ổng nắm bắt ngay cái chuyện cái cơ hội đến, đó là ổng trao đổi một cái tô canh đậu phạn thôi đó. Mà cuối cùng là ông lấy được cái quyền trưởng nam thì ông kia đồng ý, đồng ý thì biết anh thề đi. Ông ấy sao thề, thề ta đồng ý nhường cái quyền trưởng nam cho em ta là Gia Khốp. Thì cái câu chuyện nó diễn ra như vậy, nhưng mà sau đó đó thì không có ngờ rằng là ông Gia Khốp ông đâu phải nói chơi đâu, ông nói thiệt mà, ông làm thiệt. Cho nên sau đó thì đến cái lúc mà ông Isaac sắp qua đời rồi đó quý vị biết không, là ông Isaac ông muốn chúc phước cho hai đứa con thì ổng cũng rất là yêu mến ông Esau, cho nên ông biểu Esau thôi đi ra ngoài rừng đi, con săn bắn đi, đem làm rồi kiếm thịt rừng đem vô, không biết heo rừng hay cái gì cũng được, miễn là thịt rừng đem về đây cho ba ăn, ba ăn xong thì ba sẽ chúc phước cho. Thì ông Esau ổng lên đường đi liền, thì ông Jacob bà Rebecca ở nhà bà mới nghe cái câu chuyện đó thì bà mới nói riêng với Jacob là nó bây giờ con ở nhà bây giờ mẹ sẽ nấu, bà bắt con dê bà mới nấu, bà làm thịt. Bà làm thịt thì người anh chưa có về, ế sao chưa có về thì ở nhà này là biểu Gia Cốp đem cái thịt dê đó lên để mà mời cha. Thì ông Isaac ông già quá rồi, mắt ông yếu lắm, ông không có thấy đường nữa, cho nên lúc bây giờ ông mới ủa sao kỳ con đi nhanh dữ vậy. Con về quá nhanh vậy. Thì ông Gia Cốp mới nói rằng thầy Chúa ban phước cho nên con đi, con gặp liền, con bắt liền rồi đem về đây nấu, đem lăng giang cho dân cho cha. Thì ông Gia Cốp nói dối vậy đó. Thì bà mẹ của Gia Cốp thì bày là bây giờ lấy cái da của con vật á, con gì đó thì bao ra cái tay của ông Gia Cốp đi ha. Thì ông rờ ông thấy long á, ông già quá rồi, ông không còn nhận ra cái gì cả, cho nên ông thấy long thì ông thể tưởng đó là Esau, tại vì ông chỉ nhận ra Esau là một người có long thôi, tay long rồi rất nhiều. Thì khi mà lên đó thì ông rờ ông thấy ủa này, này là Esau, nhưng mà sao nghe giọng nói đó thì giống như giọng nói như là Jacob. Nhưng mà ông già quá rồi thì cuối cùng ông cũng nghe thế thì ông chúc phước cho ông Jacob, là ông chúc phước thế tất cả cái phước như là một cái người trưởng nam vậy đó, chúc phước cho Jacob. Thì khi mà chúc phước như vậy đó thì rồi sau đó là ông Esau mới về quý vị. Ông bao lâu sau thì ông Esau ông về, thì khi ông Esau ông về thì ông Isaac ông cũng làm ở rộng đêm lên ông dâng cho Isaac, dâng cho cha. Thì khi mà dâng lên thì ông cha nó ủa sao ta hồi nãy sao đứa nào mà đã dâng cho ta thịt rừng rồi, ta chúc phước hết rồi, tại sao mà bây giờ có? Ông nói không, bây giờ con đây, con mới thật là Esau đây. Thì khi đó thì cuối cùng thì ông Esau rất là buồn, và từ đó là hai anh em là giận nhau ha.
nổi giận nhau, thù hận nhau, câu chuyện còn dài lắm mà quý vị cứ đọc ở trong sách sách thế ký. Nhưng mà cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy là cái gì, ông Esau đó thì là anh, đúng ra là ông được cái quyền trưởng nam, nhưng mà Kinh Thánh cũng lên án ông là cái việc mà ông đã bán cái quyền trưởng nam đó, ông coi thường cái quyền trưởng nam, và ông đã bán chỉ vì là ham ăn quá thôi, đói quá rồi cuối cùng ông đã bán cái quyền trưởng nam, và đó là lý do mà ông không có được Chúa ban phước. Rồi từ cái chỗ đó thì ông dòng dõi của ông Gia-cốp, quý vị thấy đó, giàu là đứa em nhưng mà cuối cùng thì trở thành là một cái người chính ở trong cái dòng dõi và được sự ban phước của Chúa. Câu chuyện của Gia-cốp cũng còn dài dòng lắm, trải qua những cái thăng trầm của ông, rồi ông lập gia đình, rồi ông đã đến với gia đình của La-ban như thế nào, rồi sau đó ông trở về để làm hòa với Esau như thế nào. Câu chuyện rất là hấp dẫn. Ok, nhưng mà điều mà hôm nay chúng ta nói đó, ở trong Roma đoạn 9, trong Roma đoạn 9 thì câu 10 thì Phaolô nói rằng là về vấn đề Rebecca, nào những thế thôi về phần của Rebecca khi bà ấy bởi tổ phụ của chúng ta, tức là bởi Isaac mà có thai đôi, có thai song sinh, và hai đứa con đó đã được nói trước, Chúa nói trước là đứa lớn nó sẽ phục với đứa nhỏ đây, và hai nước ở trong người có sự tranh chiến, hai cái dòng dõi của Esau và dòng dõi Jacob cũng vậy, có sự tranh chiến nhau. Như vậy thì điều mà chúng ta suy gẫm hôm nay đó là trong đời sống của tôi và quý vị thì có những cái chuyện mà nó xảy ra, bây giờ nó diễn ra rồi thì mình biết thì không nói, mình biết cuộc đời của mình như vậy đó, nhưng mà Đức Chúa Trời có biết trước hết hay không? Tại sao ở đây Chúa nói trước, chưa sinh ra mà, chưa sinh ra mà Chúa đã biết đó là thay đôi, và Chúa biết đó là hai anh em, mà cái đứa em á nó sẽ cầm quyền cái đứa anh, thì đó là cái sự biết trước của Chúa đối với trường hợp của Gia-cốp và Ê-sau. Và cái câu chuyện của Gia-cốp và Ê-sau ấy, chúng ta thấy rằng có phải là lỗi là tại ông Ê-sau, hay là Đức Chúa Trời Ngài chọn lựa như vậy, Ngài quyết định như vậy, đó là vấn đề mà khiến cho nhiều người nhìn ở cái góc độ này đó, ở cái góc độ là con người đó, thì mình thấy là cái lỗi của ông Esau đúng không, ông Esau vì ông khinh quyền trưởng nam, nhưng mà về một cái góc độ khác thì như Phaolô nói ở đây đó, là cái góc độ mà mình thấy rằng Đức Chúa Trời đã có phải định trước không, có phải là Ngài định rằng là ông Gia-cốp đó ông phải là thắng thế, ông phải là giành cái quyền trưởng nam, có phải là Chúa cũng ủng hộ cái việc mà gian dối của ông Gia-cốp hay không, và cái chuyện ông Ê-sau thì ông hiền từ, ông có vẻ như là một con người khờ khạo quá đi, cho nên ông đã mất cái quyền trưởng nam. Thế thì hai cái điều đó cho chúng ta nói lên cái điều gì, quý vị sẽ có cái suy nghĩ gì khi mà chúng ta thấy cái câu chuyện của Ê-sau và câu chuyện của Gia-cốp ở trong cái cuộc đời này đó, là ở cái góc độ của phía con người ha, thì chúng ta thấy là Ê-sau và Gia-cốp thì ai là người tốt đấy, ai là người đúng, ở cái góc độ đức tin thì mình thấy thế nào, ông Ê-sau và ông Gia-cốp thì ông Ê-sau ông có cái lỗi gì không, ông có đức tin không, và cái lỗi gì tại sao mà cuối cùng đã đưa ông tới cái chỗ là ông mất cái quyền trưởng nam. Nếu quý vị có một vài cái ý kiến ở trong cuộc sống này mà mình nhận thấy đó, có nhiều cái chuyện nó xảy ra, rồi có những người gọi là mất đi cái ơn phước của Chúa đại, như trường hợp của ông Ê-sau, Ê-sau mất đi, đúng đấy là ông sẽ được, đúng đấy ổng là cái vị trí của ổng là ông được nhiều cái quyền lợi, và ổng được sự chúc phước, và ổng được cái sự tôn trọng, nhưng mà cuối cùng này đã xảy ra là do tại sao, Nên vậy cũng một tranh cãi nữa này này quý vị rút ra cái bài học gì cho cái câu chuyện của ông Gia-cốp với ông Ê-sau? nói về mặt đức tin đó, thì tại ông Esau ông không có
coi trọng cái quyền trưởng nam, cho nên ổng vì một cái chén canh và ổng đói bụng và ổng đã đổi với người em của ổng là ông Gia Cốp để ăn một bát canh sau khi đi săn bắn về đói bụng và ăn, và đã nhường cái quyền trưởng nam. Cái người Do Thái á, cái quyền trưởng nam nó cũng cũng giống như người Việt Nam mình vậy, cũng vậy, trưởng nam quan trọng lắm á. Trưởng nam phải là người thờ cúng, phải là người hưởng được những cái tài sản của ba mẹ cha mẹ khi qua đời, và đó là cái quyền trưởng nam. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh thì ông nghe sao này đã khinh cái quyền trưởng nam, đã coi thường, đã thấy không có quan trọng, cho nên ông đã vô tình mà đánh mất cái quyền trưởng nam. Còn nói về ông Gia Cốp em của ông sao á, thì là ông đó là cái người mà kia là nắm lấy cơ hội, ông nắm bắt cơ hội đó. Sau này khi chúng ta học thì chúng ta thấy rằng ông sẽ gặp ông người mẹ của ông đồng tình với ông để cho ông tráo, để ông được chúc phước. Đúng ra cái sự chúc phước của ông đã dành cho trưởng nam, nhưng mà ông này đã giả giả làm người anh để được chúc phước. Cho nên sau này chúng ta học thì chúng ta cũng biết là ông Gia Cốp cũng được cũng bị coi như là ông lừa gạt như vậy. Sau này ông cũng bị lừa gạt nhiều thứ lắm, bởi vì nhiều người đã nói gieo nhân nào gặp hái quả đó là vậy. Ông lừa đầu tiên là ông gạt anh của ông gặp mẹ ba ông để được ba chúc phước, để ông được Isaac, ông Isaac chúc phước. Rồi ông lừa gạt như vậy, sau này ông về lớn lên ông đi gặp ông Laban là cậu là cha vợ cũng bị gạt, rồi tới con nữa. Nhưng mà ông được gọi là Israel sau khi ông vật lộn với Chúa trên đường ông trở về với người anh. Em mới thấy là ông sao ổng gì ổng hiền từ, cái tâm ổng hiền từ, ổng không muốn tranh giành và ổng cũng không phải là ổng Ông tham quá ăn chân đâu, thật nữa. nhưng mà và Dạ. ổng thật và Ông ổng chân không thật. có và việc chân thật, ổng ổng mới bị Gia Cốp mà lớn quyền, nhưng ổng không có phải không phải vì đói mà vậy đâu, nhưng mà ổng cứ bình thường như mọi người thôi. Nhưng mà vì cái tánh thật thà của ổng rồi ổng phải thua Gia Cốp, nhịn ăn nhịn cái người Gia Cốp Nhờ thôi. cứ Và đúng chứ cô là ổng nghĩ biết là cái tỉnh nó ra, tự nhiên xong cô mà nghĩ ăn đúng. cái chân mà phải nhường cho ta cái gia trưởng này là cho mà ăn, mà ổng nói ok cũng được. Em nghĩ cái đó là cái, em thấy nghe cái câu đó em rất là chưa không ra sao. Thì Tại ổng tại thành thật vì quá, ổng hiền quá, có ổng thể không là tranh ông nghĩ là giành em mà ở trong nhà mà thơ cậy và nhường muốn nó sao cũng ổng được. nhường thôi, thì muốn sao hết. Nhưng Nhưng anh mà em mà em nghĩ vậy á, em nghĩ tấm lòng coi của ông chừng sao vậy gặp á, em mà láo ổng cá siêu giống cười ông ổng Gia cười sao nữa. Cốp. Em cũng biết là cái hình bóng của Esau và Gia Cốp á là một cái hình bóng nói về xác thịt và nói về thánh linh. Thì trước hết là Esau là hình bóng của xác thịt, sự ưa muốn con xác thịt đó. Còn Gia Cốp á thì là cái hình bóng của thánh linh. Thì cũng biết rằng á là ông này, ông Gia Cốp thì ông không có làm gì hết á, nhưng mà ổng chỉ nghe lời mẹ của ổng mà thôi. Cái đoạn này á là cái đoạn ăn canh đậu phộng đúng không? Đúng rồi. Thì ông kia thì ổng muốn có một cái tô canh đậu phộng, tức là ổng muốn cho cái xác thịt, ổng muốn làm cho cái xác thịt của ổng mạnh mẽ, thì ổng dùng cái xác thịt để mà ổng sử dụng. Nhưng mà còn ông Gia Cốp á thì ông Gia Cốp thì ổng chỉ muốn về cái phần thuộc linh, cho nên ổng muốn chiếm trọn cái vị trí mà anh của ổng phải chịu đó.
giờ phải phải đổi cái vị trí đó thì ổng mới đưa cho. Thì đúng là như vậy á, Gia Cốp á, thì là hình bóng của xác thịt, mà hình bóng xác thịt chính là hình bóng của mình, hình bóng của chúng ta bây giờ. Còn hình bóng mà Thánh Linh á, thì nói về Chúa Giêsu, Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu á là Chúa Giêsu là Chúa đến để mà giải cứu nhân loại, chứ mình cũng biết là Chúa Giêsu là đến để giải cứu nhân loại. Vui Nhưng lắm. mà cái điều mà ông muốn được như vậy là phải vâng phục trọn vẹn Đức Chúa Trời, cũng giống như Gia-cốp phải vâng phục trọn vẹn bà mẹ của ổng, tức là Rebecca. Thì sau này ổng mới được chúc phước, ổng mới được ông Isaac chúc phước. Dạ, thì em hiểu vậy á mục sư. Cảm ơn Chúa về sự đóng góp của tất cả quý vị, và thật sự ra thì cái sự đóng góp nó mới phong phú cái bài học của chúng ta. Chúng ta đến với Chúa và chúng ta học lời của Ngài để chúng ta áp dụng, quan trọng nhất là mình áp dụng vào trong cái đời sống của mình. Khi chúng ta đọc câu chuyện của Esau và Jacob là hai người con của Rebecca, thì như Phaolô nói đó là Rebecca và Isaac đã sinh ra hai cái đứa con, đó là Esau và Jacob. Esau là anh và Jacob là em, và đây là hai người song sinh. Khi mà chưa sinh ra đó thì Chúa đã báo trước rằng đây là thai nhi song sinh, và hai đứa nó đụng độ nhau trong bụng rồi đấy, hai nước đụng độ nhau, và khi mà sinh ra thì đúng y như vậy, đó là hai đứa sinh ra đúng như lời mà Chúa đã báo trước. Thật ra thì bà Rebecca thì quý vị cũng là son sẻ, đến 40 tuổi thì bà mới có con à, và bởi cái lời cầu nguyện của Isaac cho nên Chúa nhậm lời và cho bà có con. Nhưng mà khi có con nó lại sinh ra hai đứa và hai đứa con này đó là khi ra đó thì nó có cái đặc điểm là ông Esau thì đỏ và lông rất là nhiều, lông bao phủ hết á con người đó. Rồi Jacob thì lại không có, hai người song sinh nhưng mà là khác biệt như vậy đó. Rồi bản tính cũng khác nhau luôn. Khi mà sinh ra đó thì ông Esau đó ông ra trước, nhưng mà Jacob á đưa đứa con đi ra sau đó thì nó nắm lấy gót của Esau, cho nên đặt tên là Jacob, và Jacob có nghĩa là người nắm gót, nắm gót này. Thế thì sau đó Chúa đổi cái tên nắm gót này, bởi vì thật sự cái tôi tên nắm gót không phải là cái tên đẹp, cho nên Chúa đổi thành là Israel. Như vậy thì thưa với quý vị là câu chuyện cho chúng ta thấy rằng là nói về phương diện góc độ của con người, thì chúng ta nhìn thấy là Esau và Jacob, hai người, một bên đó thì hiền từ, một bên quá thiệt thà, một bên đó là đơn sơ quá, còn một bên đó thì quá khôn lanh. Nhưng mà đó là mình nhìn về cái mặt con người bình thường thì chúng ta thấy như thế, nhưng nói về cái góc độ đức tin thì chúng ta lại thấy rằng ông Esau không có đức tin gì hết, mà ông Jacob mới là có đức tin. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 16 tôi đọc thêm ở đây: hãy coi chừng trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như là Esau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền trưởng nam. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau người muốn cha mình chúc phước cho thì đã bị bỏ, vì dẫu người có khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Và cái câu chuyện mà giữa Esau và Jacob nó đưa ra, mở cho chúng ta một cái nhìn mới nữa, là cái nhìn chúng ta cần phải biết là ở cái góc độ đức tin. Ở trong cuộc sống này thì rõ ràng ông Esau và ông Jacob đều là hai người xấu hết, chứ không phải là tốt. Ông Esau thì ông thiệt thà nhưng mà ổng lại có cái ham ăn đấy, tức là ổng lại đói bụng thì đói thôi, chứ còn cái gì mà đói cho đến nỗi quýnh lên cho đến nỗi nghĩa là người ta bảo làm cái gì mình cũng đồng ý, thì cái đó là không được. Cái đó là giống như bây giờ đói quá đi rồi mình, ai yêu cầu mình cái gì mình cũng chấp nhận hết, ai yêu cầu mình bỏ đức tin mình cũng chấp nhận, ai yêu cầu mình bỏ Chúa mình cũng chấp nhận, kệ nó cho tôi ăn cái đó đã. Thì cái đó là cái điều không, một phương diện là mình thấy vì sao ổng là quá thiên về cái cuộc sống thể xác mà ổng không có đức tin. Và ông nói là thâu tay già quá rồi thì quyền trưởng nam này cũng chả cần nữa, chứ là ông khinh thường, đó là ông coi thường. Thì đây là cái điều mà Kinh Thánh gọi nó là một cái tội khinh thường, quý vị.
Trong cuộc sống của tôi, quý vị, Đức Chúa Trời ban cho mình nhiều điều để mình phải trân quý. Nhưng mà khi chúng ta khinh thường, tức là chúng ta không hiểu biết. Chúng ta không hiểu biết. Từ cái chỗ không hiểu biết và từ cái chỗ mà chúng ta đặt một cái sự ham muốn, cái tư dục của mình, cái tham muốn của mình nó lên trên, cho nên mình mới khinh tất cả mọi thứ, mình mới bất chấp tất cả mọi sự. Và cái cuộc sống của ông Ê-sau là một cuộc sống mà mình thấy rõ ràng là ổng là một con người không có phải chỉ là đơn sơ thôi, kệ, nghĩ nó là em của mình thì mình nhường nó, không phải. Nên mình nghĩ như thế là không phải, bởi vì thật sự ra đây là một vấn đề rất quan trọng mà ông Gia-cốp ông biểu thề đó nha, chứ không phải nói chuyện chơi à. Giống như bên ngày hôm nay là phải làm vi bằng, phải có luật sư đó nha, phải chứng nhận mà đưa ra công chứng đó nha. Chứ không có phải đây là chuyện nhỏ, mà cái chuyện nó lớn như vậy mà mình đổi một cái tô canh đậu phạn thì rõ ràng là không nên. Ở chỗ này mình thấy ông Ê-sau ông không biết là đó đến cái mức độ nào, mình thấy đó. Cái đó thì tự ta đi kiếm thức ăn khác, đúng không? Mà em cho ta ăn được không? Ok, được rồi, ta đi nấu thức ăn cho ta ăn. Đâu có chuyện gì đâu. Và tại vì đặt cái sự ham muốn nó lớn quá, nó lớn đến cái độ là bất chấp hết mọi sự, thì đây là điều mà mình thấy nơi cái một góc. Thì mình thấy ông Ê-sau này là cái ông mà gọi là sống theo cái chủ nghĩa hiện thực, sống theo cái chủ nghĩa xác thịt. Có nghĩa là bất chấp hết mọi sự, ham muốn rồi thì quên hết, gọi là quên hết rồi. Đây. Bất chấp hết, coi thường hết, bỏ hết, buông bỏ hết tất cả mọi thứ để mà nắm bắt cho được những cái điều mà mình ham muốn, thì đây là điều mà Kinh Thánh phản đối. Đó là mình nói cái xấu của ông Ê-sau. Rồi ông Gia-cốp cũng vậy, chứ không phải là ông là cái người tốt đâu. Và như cô Sương cũng nói, chia sẻ đó là chính vì vậy cho nên ông Gia-cốp ông cũng gặp rất nhiều những cái trung chuyên sau đó. Khi mà ông sống như vậy rồi là ông không có ở nhà được nữa, phải trốn đi, phải đi xa luôn, và coi như là hai anh em thù với nhau đó. Đến nỗi mà khi trở về đó thì ông phải sai rất là nhiều người đi trước, là đem đem quà, đem cáp, đem đủ thứ đi trước đấy, vì ông nghĩ là ông Ê-sau phải giết ông thôi, không có thể chấp nhận ông được. Và cái gì thấy đó, và ông khi ông đến tại nhà của La-ban cũng vậy, ông cũng đã phải rất nhiều những cái khó khăn bởi vì cái bản tánh của ông. Nhưng mà về một phương diện đó thì mình đã thấy ông Gia-cốp đó, ông có đức tin, ổng tin rằng cái sự chúc phước đó là thật sự là sẽ được phước, cho nên bằng đủ mọi cách mình phải có, mặc dù cái phương tiện mà ổng đạt tới là nó sai lầm chứ không là đúng. Rồi chúng ta cũng thấy rằng là ổng vật lộn với Chúa nữa, quý vị biết là khi mà vật lộn đó, vật lộn với thiên sứ thì ổng nói là ổng cho đi, và đến nỗi ổng thắng đó nha, có nghĩa là ổng làm thiên sứ là mệt mỏi luôn với ổng và ổng không có cho đi, ổng nói là không ban phước cho tôi là tôi không có cho đi. Và cuối cùng thì ổng đã được ban phước. Và Kinh Thánh nói Chúa cũng nói rằng là người đã thắng á, người đã thắng thắng thiên sứ của Chúa, thì thắng ở đây ở một góc nào thôi, không phải là thắng thật sự, vì thiên sứ là làm sao mà thắng được. Tuy nhiên thì cũng làm cho thiên sứ mỏi mệt và thấy cái sự quyết tâm của Gia-cốp, cho nên thiên sứ thôi cho ông thắng. Và cái điều đó nó nói lên là ông Gia-cốp ông có một cái đức tin. Và cái phương diện này đó thì đối với Đức Chúa Trời, ở góc độ này thì Đức Chúa Trời nhìn thấy đức tin. Nhưng còn nói về chuyện tốt xấu thì Gia-cốp vẻ sao cũng đi xấu hết, chứ không phải là ông Gia-cốp tốt hơn, và cũng không phải là ông Ê-sau tốt hơn. Rõ ràng là mình thấy ông Ê-sau là một con người giống như là chỉ quan tâm đến chuyện đi săn rồi trở về rồi sống cuộc sống xác thịt, rồi đụng tới chuyện ai mời cái gì giống như ham ăn mê uống quá. Rồi giống như những người mà ngày hôm nay có vậy, quý vị thấy họ ham một cái điều gì đó, ham tiền, ham bạc, ham vật chất, ham danh, ham lợi, họ dám bỏ tất cả hết, thì đây là một con người mà quý vị biết rằng là họ mình không chấp nhận được. Nó vì phương diện chúng ta, con người chúng ta cũng không thể chấp nhận được một con người mà buông hết. Giống như bây giờ mình thấy một cái chuyện gì đó, thấy cái địa vị này là phải ráng là bằng đủ mọi cách để mình được cái địa vị này, hay mình giết người ta để mình được, hay là mình làm cái gì đó để mà mình đạt tới cái điều đó. Mình buông hết và mình không có nể, không có sợ, không nghĩ gì linh hồn, không nghĩ gì hết, thì đó là điều mà chúng ta thấy không nên, không nên. Cho nên á, ở cái góc độ này thì mình thấy rằng bởi vì con người ai cũng giống nhau, Ê-sau và Gia-cốp đều giống nhau. Con người ở đây quý vị thấy ai trong chúng ta không phải là chúng ta tốt hơn những người ở ngoài đời đâu. Sau này mình được lên thiên đàng không phải là bởi vì mình tốt hơn người ta, nhưng bởi vì mình có một điều đó là mình có đức tin thôi. Chứ còn nói thiệt ra là không phải là mình tốt hơn. Mình cái đức tin của mình là mình tin vào Chúa. Mình xấu nhưng mà mình nhờ cậy Chúa, mình đến với Chúa, mình nhận biết mình xấu. Thì quý vị nhớ cái câu chuyện mà khi Chúa Giêsu bị đóng đinh cái thập tự thì có hai tên ăn cướp. Thì hai tên ăn cướp đó thì ai ai xấu hơn? Cũng là hai ăn cướp hết, đúng không? Có lẽ là cũng làm nhiều thứ lắm cho nên mới đưa tới cái tội mà xử tử. Thì hai người này đều giống nhau hết.
Nhưng cuối cùng là một người được vào thiên đàng, còn người thì không. Là lý do là vì sao? Là vì cái người mà họ nhận biết họ có tội. À, cái ông bên phải, bên hữu Chúa thì nói rằng à, mình có tội là đúng rồi đấy. À, còn cái tay kia thì nó không, nó còn trêu chọc Chúa nữa, nó nói là hãy cứu đi, nó cứu ngươi và cứu chúng ta nữa đây, và điều đó làm cho người này hư mất, chứ còn không có phải là vì ông ăn cướp ít ăn cướp nhiều. Ở đây không có cái vấn đề là ăn cướp ít ăn cướp nhiều gì đấy, cả hai đều phạm tội và theo theo tôi thì giống nhau. Mà coi chừng cái ông mà ông ăn cướp, ông ở bên cạnh Chúa đó, mà ông xin Chúa đó, có khi ông còn còn nhiều tội còn nặng hơn nữa đó. Mình không biết nữa ha. Nhưng mà kể như trước mặt Đức Chúa Trời thì tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi hết, không có ai hơn ai hết. Tôi nói quý vị đó, thật sự mà nói cho cùng nó chưa lộ ra thôi, đúng không? Những cái mà người ta gọi là giống như cái tảng băng á, tảng băng băng trôi đó, thì cái tảng băng chìm á là cái 2/3 chìm á, đó là không ai thấy hết, và đa số là chúng ta chỉ có thấy cái 1/3 thôi. Cho nên nó tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi và yếu đuối, cho nên đừng có nói hơn thua gì ở đây hết. Nhưng mà vấn đề ở đây là Chúa ở trong Kinh Thánh nói là đây là cái lòng thương xót của Đức Chúa Trời, đây là về phương diện là quyền năng, đây là phương diện tình yêu của Chúa. Nếu quý vị đọc ở trong Roma đoạn 9 mà chúng ta đọc vừa qua đó, này vì cớ sao đã dấy lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong các ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Này, bởi vì để tỏ ra quyền phép và tỏ ra cái sự thương xót, như vậy Ngài muốn thương xót ai thì Ngài thương xót. Như vậy thì quý vị thấy không? Ở đây tỏ ra cái quyền phép của Chúa, Roma đoạn 9 câu 17 à, trong Kinh Thánh có phán cùng Pharaon rằng này là cớ sao mà đã dấy lên ngươi, ấy là để tỏ quyền phép của ta ra trong ngươi. À, tỏ quyền phép của Chúa ra, cho nên đó là lý do mà Chúa cho người này làm vua, Chúa cho người này được cái việc này việc kia, hay là tất cả mọi việc, quý vị nhớ đó, là để mà bày tỏ ra Chúa. À, Chúa đặt quý vị đã trong trần gian này, và ngay cả những cái vinh quang, ngay cả những cái đau khổ quý vị nhớ, à, mà chúng ta đương có hiện nay đó, thì hãy nhớ rằng tất cả đó là để bày tỏ cái quyền năng của Chúa, để bày tỏ cái lòng thương xót của Chúa, để bày tỏ về Đức Chúa Trời, hay là để cho Đức Chúa Trời được vinh hiển. Giống như quý vị thấy có người bị tàn tật, và có ai đến hỏi, một số người đến hỏi với Chúa rằng có phải là người này có tội, hay là tổ phụ cha mẹ của người có tội mà bị như vậy. Chúa nói không, đó là để cho việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra, để cho Chúa được vinh hiển. Thì tất cả mọi sự đương xảy ra ở trên trần gian này, quý vị nhớ, là để bày tỏ về quyền năng của Chúa, bày tỏ về lòng thương xót của Chúa. Thành ra cuộc sống của tôi và quý vị đương có tại đây, nếu chúng ta có đức tin thì chúng ta được sự thương xót, đúng không? Chúng ta nhận được cái quyền năng của Chúa. Còn nếu chúng ta không có đức tin thì chúng ta sẽ không nhận được, dầu cho chúng ta cố gắng, à, dầu cho chúng ta mỗi người chúng ta ở đây cũng có vẻ lương thiện, như trường hợp của ông Esau là ông cũng cũng tốt đấy chứ, chứ không phải là ông, phải không? Ông cũng vẻ chân thật quá đi, biểu đi đi săn rồi thì ông cũng đi thôi, đi rồi ông là người chân thật lắm, đem về đàng hoàng nấu lên đàng hoàng. Nhưng mà cái sai của ổng là từ đầu, chứ không phải là cái sai ổng ngay cái bữa mà đi săn đó. Cái sai của ổng là cái việc mà ổng bán cái quyền trưởng nam, chứ không phải là cái sai bữa ổng đi săn. Cái bữa ổng đi săn là ổng rất là đúng, quý vị thấy không? Ổng rất là đúng, tại vì bữa đó cha biểu đi săn thì ổng đi thôi, ổng đi xong ổng về ổng nấu thật sự, chứ ổng có gian dối gì ở đây hết. Nhưng mà cái sai đầu tiên của ổng đó, nó dẫn tới và tiếp tục là ổng mất đi tất cả những cái điều tốt lành. Thế thì trong đời sống của chúng ta đó, quý vị nhớ đó, đối với Chúa đó, đức tin là vô cùng quan trọng, à, đối với Chúa là quan trọng, à, tại vì nếu chúng ta có làm tất cả mọi điều đi nữa mà chúng ta không có đức tin nơi Chúa thì coi như chúng ta sẽ không được gì cả, bởi đức tin chúng ta mới được cứu. À, còn bằng không, dầu chúng ta ngày hôm nay chúng ta thấy mình tốt hơn người khác, có nhiều người nói là thấy người đây tốt hơn mà tại sao họ lại không được phước, phải không? Có nhiều người mà quý vị thấy họ tốt lắm, nhưng mà cái tốt của họ nó thật sự nó tốt thôi, chứ cũng không phải là tốt, nó tốt hơn cái người xấu, dạ, chứ không phải là tốt. Có nghĩa là chúng ta cũng đều gọi là thiếu hụt cái sự vinh hiển của Chúa hết, mọi người đều phạm tội hết. À, nhưng mà mình thấy người này có vẻ hiền hơn, người này có vẻ được hơn, nhưng mà tại sao như vậy? Là lý do là bởi vì không tin vào Chúa. Chối bỏ Chúa là cái tội nặng nhất trong tất cả các tội lỗi.
Và một người khi họ đến với Chúa rồi thì quý vị thấy rằng giống như bây giờ mình nói quay trở lại với cuộc đời của ông Gia-cốp. Thì khi mà ông Gia-cốp ông bắt đầu ông đi vào cái con đường mà mình thấy mặc dầu ông cũng có những cái điều rõ ràng là ông cũng không phải là cái người mà tốt lành hoàn toàn gì hết, không có. Nhưng mà cuộc đời của ông á, quý vị để ý đi, sau đó ông luôn luôn là sống bằng đức tin, thấy không? Ông luôn luôn là lập bàn thờ rồi cầu nguyện với Chúa. Còn ông Ê-sao thì không có. Ông Ê-sao bắt đầu mà khi mà ông gặp cái chuyện mà ông Gia-cốp dễ là ông thù luôn, ông cay đắng ở trong lòng. Đấy, và Kinh Thánh khi đề cập đến cái tội của Ê-sao ở trong Hebrew đoạn 12 mà chúng ta đọc vừa rồi đó, thì thưa với quý vị là Kinh Thánh nói đó là một cái tội khinh miệt. Nè, đừng có khinh lờn, đừng có khinh miệt. Và đó là một cái tội, một cái tội lớn đó. Đến nỗi mà ông đã đánh mất đi cái điều mà đáng lý ông đáng có. Đáng lý tất cả tôi và quý vị đều sẽ là thiên đàng, quý vị nhớ nha. Nhưng chúng ta sẽ đánh mất cái điều này chỉ vì những cái chuyện bình thường. Đấy, giống như ông Esau quý vị. chỉ vì một cái tô canh thôi. Quý vị thấy thấy tội nghiệp không? Đúng không? Ông đánh mất những cái điều cao quý của ông chỉ vì một cái chuyện rất là nhỏ. Và đó là một cái thách thức cho đời sống của chúng ta đấy. Chúng ta sống đi trần gian này, tôi thưa quý vị, tất cả là chuyện nhỏ hết đó nha, không có lớn đâu, chuyện nhỏ hết, nhưng giống như mấy cái tô canh ta thôi chứ không có gì hết đó. Coi chừng mình vì cái đó, mình vì cái đó mà mình mất linh hồn đó là không có tốt, không có được phước. Cho nên hãy coi thường tất cả mọi cái đi, và hãy có đức tin nơi Chúa, và hãy chấp nhận tất cả, hy sinh tất cả để chúng ta có thể được cái sự cứu rỗi. Và như ông Phaolô nói đó là nhắm mục đích là chạy để vượt giải về sự cứu rỗi trên trời. Ông quên lẫn hết tất cả mọi sự và ông coi mọi sự là rơm rác, không có quý cái gì. Còn nếu coi quý cái gì là chết, coi quý cái tô canh là chết, thấy không? Mỗi người cứ thấy một cái gì đó mình quý lắm quá, mình phải bắt cho được cái đó, địa vị danh vọng. Chẳng hạn như quý vị, ông thấy ông Sauler không? Ông Sauler ông được Chúa chọn để làm vua, nhưng mà khi mà ông vào đó rồi thì bắt đầu ông coi cái vị trí làm vua đó nó quá là phải nắm giữ, coi như là mình được ai mà khen, ai mà nói khen người khác đó là ông khó chịu lắm. Trong khi người ta hát một bài ca, ông David cũng đáng được khen vì ông ra đánh trận và thắng trận mà ông giỏi quá, mà người ta hát một cái bài là sáng tác một cái bài là Sauler giết hàng ngàn, nhưng mà David thì viết giết hàng vạn. Và cái bài hát không biết ai đặt cái bài hát ác thiệt. Cái bài hát này nó làm cho ông Sauler điên lên đó quý vị. Họ không biết họ có ý như thế nào mà cái bài hát của dân chúng hát như vậy. Và khi mà ông Sauler cái bài hát đó được vào cái lỗ tai của Sauler và Sauler nghe, thì Sauler rất là ghét ông David. Ông David không có lỗi gì cái bài hát, không phải là ông David đặt cái bài hát đó và ông hát, nhưng mà người khác hát. Và cái bài hát này đã làm cho ông Sauler nổi giận, nổi ghen lên, nổi ghen tức lên, và cuối cùng ông đã sai lầm ở cái chỗ là ông giết, ông tìm đủ một cách để mà giết David, mặc dầu là cuối cùng ông giết cũng không được. Và sau đó quý vị thấy Chúa đã loại bỏ ông Sauler, quý vị thấy không? Trong khi ông Sauler là vị vua đầu tiên, là người được Chúa chọn, là người được sức giàu để làm vua, quý vị thấy không? Nhưng mà cuối cùng ông Sauler đã bị bỏ, lý do là bởi vì ông sống cho cái ngã của ông. Ông coi cái địa vị, cái lời khen chê nó quan trọng quá. Cho nên quý vị, tôi nói quý vị đừng có coi cái gì quan trọng, với người ta khen cũng được. Cũng đừng có vì lý do đó mà mừng lắm. Người ta chê cũng đừng có vì lý do đó mà buồn. Đó, ông Phaolô nói đó. Ai đương mua hay nay như kẻ chẳng mua cái gì, ai đương bán hay nay kẻ chẳng bán cái gì, bán được cũng tốt, không bán không được cũng tốt. Đúng không? Mua được cũng tốt, mua không được cũng tốt. Đúng không? Rồi ai ông Phaolô ông nói đó, ai dùng của thế gian hay nay như kẻ không dùng, có nghĩa là mình đừng có đầy đủ thứ, mình còn không có cũng được. Ok, mình nếu mình nghèo như Lazarus ngồi ăn xin đi nữa cũng không sao. Đấy, tôi nói thật cái gì. Hoặc là nếu mà mình được giàu có quá cũng đừng có kiêu ngạo, đừng có vinh vào cái đó. Hãy coi như tất cả cái có như cái không. Đấy, quý vị đọc ở trong thư Corinto mà ông Phaolô không biết đó, thì quý vị sẽ thấy được cái sự buông bỏ. Cho nên ở đây mình sống ở trong cái tinh thần chúng ta đừng ở giữa trần gian này, và tất cả mọi sự nó chỉ là như cái tô canh thôi. Đấy, tôi thưa quý vị đây, như một cái tô canh đậu phạt, mà thường là ma quỷ nó sử dụng những lúc mình đói. Tại vì nếu mà ông Esau ông có đói bữa đó thì có lẽ là ông không không bị, đúng không?
Nhưng mà bởi vì cái điều mà ngồi để mình phân tích ra thì cũng không phải là do ông đói, mà cũng không phải là do ông Gia-cốp ông nắm bắt cơ hội, nhưng mà tại vì trong cái con người của Ê-sao nó đã hình thành một cái bản chất là cái bản chất khinh thường, cái bản chất chả có cái gì ra cả hết. Đấy, ông không có quý trọng những cái điều mà đáng quý trọng. À, quý vị để ý đấy, ông cái điều đáng quý trọng thì ông là không quý trọng, mà ông buông cả cái điều mà không đáng quý trọng. Cho nên ở chỗ này chúng ta phải biết là phải biết có những điều chúng ta buông, nhưng mà có những điều chúng ta phải nắm giữ. À, chứ không thể nào mà chúng ta buông hết. Giống như bây giờ mất linh hồn là không được rồi đấy. Không bao giờ mà để cho mất linh hồn hết. Mất bữa nay mình mất tiền của được, bữa nay người ta mất thanh danh được, người ta chửi mình, người ta nói gì đó cũng được. Nhưng mà nếu mà mất linh hồn, có nhiều người vì lý do muốn được cái gì đó mà đổi linh hồn của mình thì đó là một cái sự sai lầm. Và trường hợp của ông Ê-sao là cái trường hợp mà ông đã đổi lấy cái tất cả mọi cái điều mà thiêng liêng cao quý chỉ bằng một cái tô canh đậu phộng. Và nghe cái câu chuyện này chúng ta thấy tiếc cho ông quá. Và tôi nghĩ rằng nhiều cuộc đời khi kết thúc cũng tiếc lắm đó. Tiếc lắm là bởi vì đáng lý họ được vào thiên đàng, đáng lý họ được sự sống đời đời, đáng lý họ được cái cơ nghiệp giàu có trên trời, chứ không phải là cái chuyện nhỏ nhặt như này. Tôi nói về chuyện trên ở dưới đất này nó đâu có là cái gì đâu. Giả như bây giờ có mấy trăm ngàn đô, 1 triệu đô đi nữa, nó cũng không là cái chi cả nha. Cho nên đừng có coi trọng nó. Nếu mà mình vì cái mấy mấy trăm ngàn đô hay là mấy triệu đô đây mà mình bỏ lên hồn mình thì đó là một cái sự dại dột, một sự đổi chác sai lầm. Và do cái trần gian này nó giống như một tô canh, tôi nói quý vị đây, nó giống như tô canh, nó cũng ngon lắm. Địa vị, danh vọng, thú vui, tất cả nó cũng ngon lắm, nhưng mà nó cũng chỉ ngon một chút thôi, đâu có gì dữ lắm đâu. Đừng vì những cái điều đó mà đánh mất linh hồn của mình. Và như Kinh Thánh nói ở trong Hebrew đoạn 12 đó, là chúng ta chớ có khinh thường, đừng có coi thường những cái điều cao quý mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Hãy giữ lấy nó, hãy quý trọng nó. Và quý vị biết rằng linh hồn của chúng ta để chúng ta được sự sống đời đời ở trong nước của Chúa, để hưởng phước trong nước của Chúa là điều vô cùng quan trọng. Và đừng đừng có vì bất cứ cái gì mà mình đổi. Và ông Phaolô ông nói rằng tôi coi tất cả mọi sự đi trần gian như rơm rác để cho được đấng Christ, để cho được vào thiên đàng, để cho được cứu rỗi linh hồn. Quý vị nhớ đó. Cho nên khi nào buồn, khi nào giận, khi nào ham muốn một cái gì đó, hãy nhớ đến câu chuyện của Ê-sao. Để rồi chúng ta nhín một chút. À, ông Ê-sao nếu ông ráng chút không là đâu có chuyện gì đâu. Đấy, tự ông đi nấu ông ăn rồi đâu có sao đâu, một cách hợp pháp, tại sao lại đi đổ chác như vậy? Và đó là cái sự đổ chác sai lầm. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy cẩn thận ở trong cuộc sống. Và ma quỷ nó khôn lắm, nó sẽ biểu chúng ta đổi giác trong những cái tình huống đó đấy. À, chứ không phải đơn giản gì mà nghĩ đâu. Nếu mình muốn được tiền phải không? Ok, rồi chấp nhận đi con đường này. À, mất linh hồn đúng không? À, và chúng ta đã đồng ý bất cứ chuyện gì, giống như Ê-sao thề vậy đó. Không sao hết, nhằm nhò gì tôi được, được ăn cái đã, được thỏa mãn cái đã, được được cái địa vị đó đã. Và quý vị nhớ khi mà ma quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu cũng vậy, trong lòng bán nó bị sắp mình xuống đi, sắp mình xuống thờ lại ta, tới cho tất cả hết thế giới này đây. Và chúng ta hãy cẩn thận, xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta biết giữ mình và biết quý trọng những cái điều mà đáng trân quý. À, đừng bao giờ đánh mất cả. À, và chúng ta phải hết lòng đi trong con đường đức tin như là ông Gia-cốp. À, ông đã sống một cuộc sống mà chúng ta thấy cái hành trình đức tin của ông từng bước ông đến gần với Chúa, và đến nỗi cuối cùng ông đã vật lộn với Chúa để mà được Chúa ban phước cho ông. Thì điều đó nói rằng ông rất là quyết liệt, ông rất là tin vào Chúa. Và điều đó trong cái góc nhìn thiêng liêng thì chúng ta thấy rằng Gia-cốp được khen ngợi, mặc dầu ông Gia-cốp vẫn là con người có những bất toàn và có những yếu đuối. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý vị để chúng ta có đức tin, để rồi chúng ta sẽ được phước hạnh, chúng ta sẽ được giàu có trong nước của Ngài, và chúng ta sẽ hưởng được tất cả những điều mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Đừng vì bất cứ lý do nào mà đánh mất điều này. Nguyện Chúa ban phước, nguyện Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta hiệp chung để dâng lên Chúa lời cầu nguyện quý vị. Chúng ta hướng lòng về Chúa và dâng lên Chúa lời cầu nguyện.